Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. Loại quả chứa nhiều protein bậc nhất nhưng không tốt cho một số người trong các loại trái cây. Ổi có lượng protein cao đáng kể đồng thời có nhiều giá trị dinh dưỡng khác tốt cho sức khỏe. Protein là chất dinh dưỡng thường có trong thịt, trứng hoặc các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như đậu, bông cải xanh. Ngoài ra, một số loại loại trái cây nhiệt đới cũng chứa nhiều protein, bao gồm ổi. Trên thế giới có hơn 100 loại ổi. Trung Mỹ và Nam Mỹ thường được xem là khởi nguồn của loại cây này. Nhưng hiện nay, ổi được trồng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Màu sắc bên trong của ổi có thể thay đổi từ màu trắng sữa đến hồng tươi và có thể ăn được toàn bộ. Trong các loại trái cây, theo Health Digest, ổi có lượng protein cao bậc nhất, 165 g ổi có tới 4,2 g protein. Nhưng đó không phải là tất cả những lợi ích dinh dưỡng của loại quả này. Tác dụng Trái cây thường chứa chất xơ, vitamin và kali. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Eddie Hostman, ổi chứa nhiều vitamin C và chất xơ. 165g ổi chứa 1,6g chất béo, 23,6g carbohydrate, 8,9g chất xơ, 688mg kali và 376mg vitamin C. Mặc dù chứa 14,7g đường tự nhiên nhưng ổi là loại trái cây được xếp hạng thấp về chỉ số đường huyết đồng nghĩa không làm tăng đột biến lượng đường trong máu của bạn. Ổi có nhiều chất xơ và ít calo là món ăn nhẹ lý tưởng. Ổi hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, điều chỉnh lượng cholesterol và lượng đường trong máu. Ổi tốt cho hệ miễn dịch, tóc, da, răng, xương và mắt. Vitamin và chất chống oxy hóa trong ổi tăng cường sức khỏe não bộ và thần kinh, đồng thời có thể làm chậm quá trình lão hóa. Những chất chống oxy hóa khác nhau trong ổi duy trì các tế bào khỏe mạnh và có thể chống lại bệnh ung thư. Có nên ăn nhiều ổi không? Một trong những khó khăn của những người ăn thực vật là hấp thụ đủ chất đạm. Tuy nhiên, nếu nghĩ rằng ổi là một nguồn protein độc lập tốt, bạn cần suy nghĩ lại. Theo giải thích của chuyên gia dinh dưỡng Brigitte Titgemier, để có được lượng protein đủ cho cơ thể từ trái cây, bạn sẽ phải ăn nhiều. Điều đó sẽ làm tăng hàm lượng carbohydrate, ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Ngoài ra, ổi không phải là loại trái cây duy nhất chứa nhiều protein. Mít, được trồng ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, cũng là nguồn cung cấp protein tốt. Theo Life Science, bạn có thể lựa chọn thêm bơ, mơ, mâm xôi, kiwi, cam và chuối. Ai không nên ăn ổi? Theo MedicineNet, ổi an toàn và bổ dưỡng cho hầu hết mọi người nhưng bạn nên tránh ăn nếu bị dị ứng, đang mang thai, cho con bú hoặc có các tình trạng sức khỏe sau. Các vấn đề về đường tiêu hóa, bạn không nên ăn ổi nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng khó chịu nào như buồn nôn hoặc khó chịu ở bụng khi ăn. Bệnh tràm, bệnh nhân chàm nên tránh chiết xuất lá ổi vì có thể làm các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn. Một số chất hóa học trong lá ổi có thể gây kích ứng da, đặc biệt ở những người mắc bệnh về da. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.